Ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, có một gia đình hiếm có khi cả bốn anh em ruột đều sống thọ trên 90 tuổi. Cụ Nguyễn Ngọc Quỳnh là anh cả, năm nay đã 102 tuổi. Cụ Nguyễn Ngọc Giao là thứ hai, năm nay đã 98 tuổi. Thứ ba là cụ Nguyễn Ngọc Hoàn, cũng đã 95 tuổi, và cụ út là cụ Nguyễn Ngọc Can, 92 tuổi. Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mắt các cụ rất sáng, trí tuệ, vẫn minh mẫn, da dẻ hồng hào. Dù tuổi cao, nhưng mọi sinh hoạt cá nhân các cụ vẫn tự làm, chưa phải nhờ đến con cháu. Sinh trưởng trong gia đình thuần nông, gắn bó với nông nghiệp, sau này lập nghiệp ở những ngành nghề khác nhau, nhưng các cụ luôn tâm niệm, phải yêu lao động, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống thanh đạm, lao động, thể dục hàng ngày, rèn luyện trí nhớ bằng cách đọc sách báo, làm thơ, tìm hiểu lịch sử. Vẫn ham đọc viết thơ văn mỗi ngày. Bạn gần xa khắp đó đây, yêu người mến cảnh ngày ngày vào ra. Phật trời ưu ái cho ta, tuổi cao trí mẫn, quả là rất vui. Thơ văn vẫn viết cho đời, chuyện xưa vẫn nhớ, không vơi chuyện nào. Bốn anh em tôi là trải qua hai cuộc kháng chiến. Ông cả ra tôi là tù chính trị, hiện nay hưởng chế độ tù chính trị. Ông thứ hai của tôi là bố anh em là thương binh chống Pháp. Ông thứ ba là cán bộ lương thực của tỉnh Hưng Yên. Còn tôi là quân đội. Mà tôi rất là vinh dự là được tham gia học với tất cả các đồng chí như Nam Văn Cầu, Đặng Đức Song, Phùng Đức Hầu, trưởng quan học quân đội trên Việt Nam. Sau khi quân đội cho đào tạo ấy, thì tôi được quân đội cho đi học đại học, xong tôi về tôi học viện nông nghiệp, tôi dạy từ năm 63. Khi được hỏi về bí quyết sống trường thọ và mạnh khỏe, cả bốn cụ đều có câu trả lời giống nhau, đó là sống tích cực, dùng thực phẩm sạch và thường xuyên vận động. Cả bốn cụ đều sống rất tích cực, duy trì đọc sách hàng ngày để tích lũy thêm kiến thức. Các cụ ăn uống rất đơn giản, chủ yếu là rau xanh trong vườn nhà tự trồng. Cô Quỳnh chia sẻ, dù đã 100 tuổi, nhưng tôi vẫn chủ động hỏi thăm sức khỏe của các em, cùng nhau bình phẩm những bài thơ mới viết. Đây là cách để rèn luyện trí nhớ tốt nhất, giúp đầu óc minh mẫn. Gia đình cho biết, suốt bao năm qua, cả bốn anh em cụ Quỳnh rất ít khi ốm vặt. Dù tuổi đã cao, nhưng mắt các cụ rất sáng, trí tuệ minh mẫn, da dẻ hồng hào. Các cụ thường đọc sách mà không cần đeo kính. Trong ăn uống sinh hoạt không có gì lạ, nhưng theo cụ Can, cả bốn anh em cụ đều rất thích uống trà. Phải chăng đây là bí quyết giúp các cụ sống thọ, sống khỏe? Nhưng mà cháu thấy cơ bản là... Còn bí quyết nào mà khỏe thì tôi có thấy mấy cái này. Một là không biết đúng hay không, nhưng mà cái họ tộc nhà chúng tôi là từ xưa đây, các cụ đến chúng tôi giờ sáng nào uống nước chè, ngày nào uống nước chè. Đấy như là các anh bốn anh em tôi là ngày nào uống nước chè, không uống chè không chịu được. Tôi cho rằng chắc là một cái yếu tố mà sống được thọ có lẽ cũng là nhờ nước chè nữa. Tại vì ông cha tôi ngày xưa là toàn nước chè cả. Các cụ tôi sinh được có bốn anh em chúng tôi thôi, thì tới bây giờ là vẫn đều khỏe mạnh và vẫn minh mẫn cả. Thế thì không, chúng tôi không có bí quyết gì, chỉ có mỗi cái là thôi thì buổi nhà tôi ở đây tôi không đi tập thể dục ra ngoài đường, nhưng cứ mỗi buổi tối là tôi đi, tức là tôi đến và nghìn bước, tức là chung quanh nhà nghìn bước. Hay là buổi sáng thì khi tôi ngủ dậy, tức là bao giờ cứ đúng 5 giờ sáng tôi dậy thì tôi tức là làm các theo mấy cái động tác điều kha. Thế là tôi sáng tôi cứ tập nửa tiếng, tôi không ăn nhiều. Mỗi bữa thì chỉ ăn có bát cơm, các cháu nó cứ luộc cho su hào hoặc bắp cải hay là cà rốt. Thế là tôi ăn một bát rau xong và sau tôi mới ăn một linh cơm. Hàng xóm thường nói rằng nhà cụ Quỳnh có phước báu khi bốn anh em cụ đều tuổi cao mà sức khỏe vẫn tốt. Về tổng số thành viên trong gia đình, người nhà cụ Quỳnh cho biết cả đại gia đình có hơn 300 con cháu chắt, sống và làm việc ở nhiều tỉnh thành phố. Dù đông người nhưng năm nào cũng vậy, đại gia đình đều họp mặt tại nhà thờ họ ở thôn Hoàng Trạch, lễ bái tổ tiên cũng như chúc nhau sức khỏe mỗi dịp xuân về.
Cụ Quỳnh, cụ Giao và cụ Hoàn từng là du kích trong kháng chiến chống Pháp, sau làm cán bộ tại một số địa phương. Hiện các cụ đều sống tại thôn Hoàng Trạch. Riêng cụ Can đi bộ đội chống Pháp, xuất ngũ, làm giảng viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nay sống ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Gia đình cụ Nguyễn Ngọc Giao có 4 thế hệ cùng chung sống hòa thuận và hạnh phúc dưới một mái nhà. Cụ Giao 98 tuổi, 77 năm tuổi đảng. Trong số hơn 100 con cháu chắt của cụ Giao thì có 30 người là đảng viên. Kinh nghiệm giữ nếp nhà của gia đình cụ Giao là lấy chữ tâm làm tín, chữ đức làm trọng, làm tấm gương cho con cháu noi theo. Đồng thời luôn giáo dục các con cháu, luôn tôn trọng lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi bảo cũng cứ nhắc các cháu là mỗi thời đại là khác. Thế nhưng người ta ở cơ bản là phải có cái tâm. Tức là ăn ở các cụ đã dạy các câu, ở có đức thì mặc sức là ao. Ăn ở phải có tâm, không những là đối với gia đình, đối với xã hội. Anh phải có cái lòng, tức là thương yêu nhau, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Để làm tức là ở cái gia đình, mình là một tế bào của xã hội. Thế nếu mà gia đình mình tốt thì xã hội tốt. Cho nên là cứ khuyên cho cháu thôi thì là thứ hết là phải khiêm tốn học hỏi. Thứ hai là gì? Phải biết thương yêu tất cả mọi người. Để làm thế nào? Tức là người ta không biết thì mình bảo người ta. Những người ta biết thì mình học. Cụ Lào cũng ít nhất là 7 người con. Cụ nhà mình là 9, bác cả là 11. Thế nhưng nuôi chọn các con ăn học đều lên người cả. Bây giờ cũng đến tận cả gia đình có tới gần 60 đảng viên. Thế nhưng mà cái bí quyết mà thấy từ các cụ truyền đạt và các cụ học đức hạnh của các cụ, đó là đơn giản là hai cái ăn ở thôi. Các cụ thường dạy là con ạ, ăn ở sao cho nó phải đạo. Đầu tiên là sống phải biết ơn, hạnh cái nguyện biết ơn, thương yêu. Thế rồi là chia sẻ học tập cùng với tất cả nhân dân, mọi người trong cung sống. Và thứ hai là cụ bảo là cứ đơn giản thôi, không có gì là phải tu đâu, phải tu tại gia. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Người dân địa phương luôn coi lối sống cùng tính cách chan hòa, luôn hướng đến điều tích cực vui vẻ của các cụ là tấm gương để noi theo. Nếp sống khỏe của các cụ không chỉ là niềm tự hào của gia đình dòng họ mà còn của cả xóm làng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng di truyền chỉ quyết định 25% tuổi thọ. 75% còn lại phụ thuộc vào môi trường và thói quen sống. Yếu tố di truyền có thể tạo nền tảng cho việc sống lâu, nhưng lối sống và thái độ sống mới là quan trọng.